Buổi chiều tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn biệt thự mini phố tọa lạc tại trục đường chính Quang Trung thuộc phường 8 quận Gò Vấp, một căn nhà rất diện tích rất là to. Đầu sẽ là 5,5 m, nửa hậu ra 7 m và độ dài lên tới gần được 15 m. Căn nhà xây hết đất, một trệt, 3 lầu. Chúng ta sẽ có khu vực phòng khách sẽ là khu vực gara ô tô và phòng tiếp khách. Và trong sẽ là phòng bếp. Và chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Với hướng nhà sẽ là hướng Tây Bắc, phù hợp với những anh chị cô bác nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Một căn biệt thự mini phố tọa lạc tại trục đường chính Quang Trung, phường 8, hẻm một sẹt xe hơi ngủ trong nhà. Với giá bán chỉ có 7 tỷ 450 triệu đồng thôi, chúng ta vẫn còn thương lượng. Nhà rất là đẹp, rất là đẳng cấp, tặng full nội thất lên tới 500 triệu đồng nha anh chị. Một căn nhà quá là đẹp, quá là sang luôn. Đường trước nhà là con đường rộng 5,5 m, xe hơi chạy quay đầu vào nhà thoải mái nha. Đường rất là đẹp, hẻm một sẹt cách trục đường chính khoảng tầm 50 m thôi. Đường cụt nha anh chị. Và chúng ta cùng nhà đất Ba Hưng di chuyển vào khu vực phía bên trong. Một căn biệt thự mini phố, diện tích rất là to, rộng, rãi, thoáng mát, nửa hậu 7 sâu vào 15 m. Sẽ có hai khoáng cửa, một khoáng cửa cổng sắt hai cánh là cửa đi xe hơi vào, và một lớp cửa hai cánh bên này sẽ chúng ta đi bộ và đi xe máy lên. Bên trong thì có cửa nhôm sinh pha và có cửa cuốn nha. Trong đây sẽ là không gian phòng khách và gara ô tô. Nhà mình rất là rộng, do vậy anh chị vừa làm phòng khách một bên, vừa đậu xe hơi một bên. Ốp sàn gạch 80 và đổ bê tông sới rồi, anh chị chạy xe hơi lên thoải mái nha. Được tặng lại tivi 65 inch, sofa, kệ tivi, trên thì có đèn chùm, đèn led thạch cao đầy đủ. Một căn biệt thự mini phố nửa hậu 7 sâu vào 15 m, rất là đẹp, rất là sang trọng và đẳng cấp, xịn sò. Full nội thất 4-500 triệu đồng rồi, anh chị mua chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Căn nhà mình hướng Tây Bắc, giá bán chỉ có 7 tỷ 450 triệu đồng. Anh chị cô bác nào quan tâm đến em nó, chúng ta chỉ liên hệ trực tiếp về tới nhà đất Ba Hưng. Xem video thì hãy nhớ thả like, bấm chuông và đăng ký kênh nhé. Một căn nhà xây mới hoàn toàn năm 2024, sổ hồng riêng. Đầu sẽ là 5,5 m, nửa hậu ra được 7 m, sâu vào 15 m nha quý anh chị. Căn nhà quá đẹp, quá sang, quá đẳng cấp, to tướng khổng lồ luôn. Giá học sinh chỉ có 7 tỷ 450 triệu đồng thôi. Cầu thang sẽ được ốp đá kim sa đen, đúc rộng 90, tay vịn gỗ cam xe và sử dụng lan can là sắt bạc. Phòng bếp thì được làm tủ bếp gỗ cam xe, có tủ lạnh hai cánh Panasonic, có bàn ăn 6 ghế. Trên thì có làm đèn chùm, quạt trần và thạch cao, tường ốp gạch cao lên đụng chân. Căn nhà mình nở hậu và có bên hông thì có trừ đất lại để chúng ta làm toilet và làm cửa sổ. Một căn nhà rất là đẹp, rất là sang, một trệt 3 lầu, xe hơi ngủ trong nhà. Với giá bán của em nó chỉ có 7 tỷ 450 triệu đồng thôi. Một căn nhà quá chi là đẹp, quá chi là đẳng cấp, xịn sò và cực kỳ là rộng rãi nha anh chị. Đất công nhận đủ lên tới gần 80 m² đất. Giá tiền của em nó chỉ có 7 tỷ 450 thôi, tặng full nội thất trong nhà nha. Anh chị cô chú nào quan tâm, chúng ta chỉ liên hệ trực tiếp về tới nhà đất Ba Hưng. Xem video hãy nhớ thả like, bấm chuông và đăng ký kênh. Di chuyển lên phía trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 1. Sẽ có 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh, cầu thang ốp đá kim sa đen và đúc rộng tầm 90, nhịp thấp dễ đi. Thiết kế lệch tầng 5 bậc, ốp sàn gạch giá gỗ. Chúng ta có giường nệm, tủ quần áo, kệ tivi, máy lạnh, toilet riêng từng phòng. Nội thất rất là sang, cực kỳ đẹp mắt, cực kỳ sang trọng luôn. Hướng Tây Bắc nha quý vị. Đấy, giường 1,8 m cả với nệm, tủ quần áo, kệ tivi, máy lạnh mới và toilet riêng. Căn nhà mình chỉ có giá bán có 7 tỷ 450 triệu đồng thôi. Anh chị cô bác nào muốn mua thì hãy alo ngay và luôn về tới em Hưng nha. Xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông và thả like. Giật cấp lên 5 bậc, chúng ta sẽ đến với không gian phòng ngủ số 2. Phòng này thì rất là rộng. Ở phòng này cũng được ốp sàn gạch giá gỗ và có giường 2,2 m kèm với nệm, tủ quần áo, kệ tivi và máy lạnh mới. Bên ngoài thì ban công được đúc ra 1,2 m, cửa nhôm sinh pha, rèm cửa. Phòng ngủ rất là to, rất là rộng luôn. Căn nhà với giá bán chỉ có 7 tỷ 450 triệu đồng thôi. Anh chị cô bác nào quan tâm đến em nó, chúng ta sẽ liên hệ ngay và luôn về tới nhà đất Ba Hưng nha. Xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông
Toilet thì có bồn tắm nằm, bồn cầu khối, lavabo rửa mặt, gạch ốp cao lên đụng chân. Rất đẹp, rất sang, rất đẳng cấp. Và di chuyển lên lầu 2, chúng ta sẽ đến với phòng ngủ số 3 và số 4. Trên này thì cũng được bố trí tương tự, đầy đủ hết nội thất rồi. Khi anh chị mua thì chỉ về xách vali quần áo về ở thôi. Phòng ngủ rất là rộng, rất là to. Và đầy đủ nội thất, phòng cực kỳ đẹp nhá. Bố trí theo phong cách bán cổ điển rất là sang. Mẫu nhà cực kỳ đẹp, bát cực kỳ sang trọng. Giá tiền của em nó quá là ngon bổ rẻ, chỉ có 7 tỷ 450 triệu đồng thôi. Bên này sẽ là không gian phòng ngủ số 4, nệm cực kỳ dày này. Giường 2 mét rất là to. Và phòng ngủ rộng, thoải mái đối bắt nhau trong này. Đầy đủ rèm cửa, máy lạnh mới. Đầy đủ hết rồi. Anh chị mua thì chỉ việc đem quần áo về ở thôi. Căn nhà quá đẹp, quá xa rộng. Một căn biệt thự mini phố tọa lạc tại trục đường chính Quang Trung, thuộc phường 8 quận Gò Vấp, nằm ngay đối diện với hãng xe Mercedes-Benz. Đấy. Toilet rất là rộng, có vách kính, gạch ốp cao lên đụng chân. Di chuyển lên phía trên, chúng ta sẽ đến với khu vực lầu 3, sẽ là khoảng sân thượng sau giặt phơi đồ, phòng thờ và sân thượng trước cho anh chị trồng cây. Sân thượng sau đã được làm khung sắt, đầy đủ hết rồi. Đấy, anh chị cô bác quan tâm chứ alo ngay về tới bên em nha. Căn nhà quá là rộng, quá là thoáng luôn. Và phía giữa sẽ là không gian phòng thờ cho anh chị. Phòng thờ ở đây thì ốp gạch và làm rất là đẹp luôn, có cửa sổ ra ngoài, rộng rãi nha. Khoảng sân thượng trước thì đã được làm khung sắt, làm mái và treo đèn kết hoa, trồng cây, tặng một bộ bàn ghế cũng như xích đu sắt ở đây. Video của Bá Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị cô bác ở những video tiếp theo.